Chào anh em nha. Một con rìu mà mình cất giữ khá là lâu rồi. Được mình làm cách đây phải tầm 3 năm. Cho anh em xem phần lưỡi da rìu nha. Lưỡi rìu thì mình sử dụng một đầu bùa cũ. Chính xác là đầu rìu cũ, nhưng mà do cái phần thép của nó không được tốt cho lắm nên mình đã bổ và kẹp thêm cái phần lưỡi 80 CRV2 vào ở phần lưỡi cắt, nên mình có thể gọi là san mai. Đây, độ dày của đầu rìu, của phần lưỡi rìu. Cán thì sử dụng gỗ ran. Gỗ ran thì một loại vật liệu rất là tốt, được nhiều người có tuổi chỉ cho mình sử dụng. Thớ gỗ rất là xoắn vào nhau, rất là chắc và có độ dẻo nhất định, cầm rất là vừa tay. Tổng thể của nó nha, độ dài thì sẽ là 34,5 cm. Độ sâu lưỡi là 13,6. Độ rộng lưỡi 9,3. Bao da ở đây mình sử dụng là bao da bò. Gần như tất cả sản phẩm bên mình là bao da bò, da vét, nhuộm lên màu thủ công hết. Đấy. Rất là chắc chắn. Đấy. Thử qua độ sắc cho anh em xem nhé.